Xin chào các bạn. Nhân thu hoạch tại vườn cây sắn, gốc sắn đã được rất là nhiều củ. Cả cây của nó đào được 15 cân. Và đây có một củ sắn, một củ ở đây các bạn. Củ to, lớn nhất. Củ này nặng 5,7 kg. Các bạn xem, 5,7 kg. Cái củ sắn to như thế này nhìn có vẻ sợ trong có sơ, thực ra rất là lạc. Tí tôi sẽ bổ các bạn xem. Thế bây giờ làm thế nào cho nó ngon, cho nó hấp dẫn? Có cách làm rất là hay các bạn ạ. Lát nữa tôi sẽ bật mí cho các bạn xem. Và các bạn sẽ thấy điều đó. Tôi làm như thế nào? Sắn khá lớn đấy, 5,7 kg. Ở vùng tôi là đất đỏ nên là sắn ăn rất là ngon, nó chắc và ăn nó bùi nó ngậy. Bây giờ tôi sẽ chế biến củ sắn này để cho nó trở nên ăn ngon và hấp dẫn bằng cách xẻ nó ra, hấp rồi nướng. Mời các bạn cùng xem. Đây các bạn xem, củ sắn to ấy, tôi cắt một khúc cho vào luộc. Và tôi chè các bạn xem, củ sắn to như vậy nhưng mà sơ rất là nhỏ các bạn xem nhé. Đấy, cả củ đó một đàn đàn thế này, củ miếng to ra xem nào các bạn nhé. Nó bé tí, không có sơ, rất là nhỏ tí. Chè ra để luộc. Đây tôi chè phần nhỏ này cho luộc mới to quá khó chịu. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 miếng. Mà cho trong cái nồi hấp. Đây, hấp nó thì ta sát tí muối. Đây là muối các bạn. Muối qua nó ít thôi, không nhiều quá các bạn. Cái hấp thì nó có vị đậm đậm của muối mới ngon. Cho vào đây, cho cái nồi này để hấp. Đây, nồi hấp, đây rồi, nồi hấp, cho hấp. Nó sôi khoảng 15 phút là được. Rồi, cho trong cái chậu cái này. Hấp. Đấy, cho cái nồi nó bắt đầu hấp. Hấp thì nó mới ngon. Và sau khi hấp được khoảng 15 phút cho nó chín, bỏ ra ngoài, cho cái nò nướng qua, ăn tuyệt vời ngon. Thế nha, bây giờ chúng ta chờ cái nồi sắn nó chín nha. Sắn nó sôi rồi, nó sôi. Nó sôi. Đợi khoảng 10 phút nữa thì
chín. À, bây giờ mình xiên thử xem là sắn chín chưa nhá. Đúng nữa, chín rồi. Ăn cứng lắm. Ăn cứng. Cho nó sôi một thời gian nữa. Mình sẽ tắt bếp. Như này thì ăn được rồi nhưng mà vẫn ngon hơn thì người ta cho vào, tôi cho trong lò nướng cái nào nó khô đi, nó hơi xém xém đi, ăn rất là ngon. Và tiếp theo tôi sẽ cho trong lò các bạn nhé, trong lò nướng. Đây, đây là cái lò nướng, tôi cho cái lò nướng sẵn lò này nướng. Nướng cho nó khô ăn mới ngon. Thì luộc ăn hấp thấy ngon và như là nướng khô thì ăn cực ngon luôn. Thổi nướng này khoảng là 10 đến 12 phút. Nướng này khoảng độ 12 phút mới ra mà vừa ngon. Và tôi luộc sắn là cứ hay làm kiểu này ăn rất là ngon. Khi mà nướng bắt đầu nó có màu như là ngà thì mà nó khô xém bên ngoài ăn rất là ngon, cái mùi và nó thơm. Bây giờ sắn được rồi, tôi sẽ tắt ra bếp đi mọi nha. Đấy, bắt rồi. Xin mở ra. Ê, cười khói thơm quý bút. Quá ngon rồi. Đây, bắt vào đĩa. Làm ngon luôn. Ăn cái này mới sướng. Sắn 5/7 thế nên đến một khúc các bạn. Đấy. Nhìn rất ngon các bạn nhé. Đấy. Đây, cái nồi xong rồi, để đây cái nồi. Cái nồi nướng gì rất tiện. Đây. Đó, để đĩa cho anh bà các bạn ạ. Và ngon nhá. Gần các bạn xem. Đấy. Đây là một khúc sắn. Chẻ được 6 miếng. 7 miếng đấy cả. Ăn này hay lắm các bạn. Thôi bây giờ thì ăn thử miếng thôi. À, ăn thử miếng. Đây, thế nào. Thơm, khô vị bùn và ngậy ngậy. Và có một cái vị ngọt chất bột đấy. Thực sự nói là sắn đồ và hấp lên mà nướng cái này ăn quá ngon luôn. Các bạn cứ thử khi nào các bạn làm như tôi vừa làm xem, cực ngon. Và cũng nói các bạn là cái củ sắn là tôi trồng trên đồi đất đỏ
cũng bật 5,7 kg, không thể để cả củ đồi phải xẻ ra nó mới chín. Hắn là nó bỏ tươi rồi em bỏ đó. Bỏ rất bỏ đối với ăn ngon vô cùng. Tôi cứ để cả cắt từng khúc một trong tủ lạnh thì tặng của khúc da trẻ hấp và nướng ngon như thế. Thế là mình chia sẻ các bạn là cách hấp được và nướng được sẵn rồi. Các bạn là thức thì món sẵn nướng sẵn hấp của tôi dùng mỏ đi sẵn rồi nhé, đặc biệt là các bạn sẵn rồi cũng rất ngon, to lắm. Thưa các bạn thấy video này hữu ích, người nào đã đăng ký kênh, like, chia sẻ cũng như chép vào kênh của tôi ngoài tốt hơn. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào video tiếp theo. Xin chào các bạn nha.